Hôm nay ngày 23 tháng 5, mình đang có mặt tại vườn nhà anh Song, thôn 1 Tam Giang, Đắk Nông. Hôm nay là mũi đầu tiên của năm 2022. Đấy. Năm nay anh áp dụng bộ túi nhún của công ty Vườn Xanh Tốt. Bộ này đỉnh luôn. Đó, mũi 2, mũi thứ nhất chứ. Này, anh cạo phạm hết này. Năm nay nó không làm cái này là cạo đục rồi. Cây này. Cây này cũng nâng tô mũi 1. Mũi 2 chắc tràn tô. Đó. Nâng tô hết. Cây này cũng nở tô. Mình hướng dẫn là đóng một bên và khoan một bên cho đỡ vướng. Đó. Cho thoải mái, đóng nắp không biết. Đó. Mũi 1 thế này là ok rồi. Chưa thấy đi chút. Hình như cây này ra hết ngoài rồi. Ôi giời, cắm sâu quá rồi. Cây này sao ra mũ được. Nếu ý cắm sâu quá nó tòe ra này. Đấy. Mũ đâu có vào được tô mấy đâu. Khâu kỹ thuật đóng con ống cũng quan trọng phết đấy. Đây là cây gộp vó thối miệng. Bệnh. Ôi dồi, đầy tô. Giống này chắc giống khác rồi. Cái này mũi thứ hai phải dùng cái tô nít 8 ấy. Cái tô này là đấy, mũi đầu đã như thế này rồi. Nói chung là mũ chưa đều, mũi thứ hai, mũi thứ ba bắt đầu nó mới đều mũ. Đó. Cái này là ok rồi. Vườn này của anh là 500 cây. Nếu mà quét kích thích thì cạo chỉ được 80 kg thôi. Còn không nó chỉ được trên 40 kg đổ lại. Cạo phạm hết rồi. Đó. Phí hôm ngoái làm thì ngon, phí còn có 20 phân. Đây là những ai mà quay ra cạo đục thì dùng cái biện pháp này thì nó hay hơn. Cây này cũng được, cây này bị thối vỏ hết, cạo đến gỗ hết. Cây này, cây này được tí, cây non này, cạo mở. Cái này mọi người còn làm khí nó hại cây chứ. Như thế này nó còn hại hơn. Đó, cây này nâng tô. Vườn này chắc chắn là thành công. Đừng thôi. Chào các bạn nha. Sau mình vào quay tiếp.